Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì Carcenter có một mẫu GLC 200 sản xuất 2021, biển số Hà Nội, khá là hợp với những bạn sinh năm 95 ở đây. Chúng ta thấy không? Biển 95 luôn. Chiếc xe này thì lăn bánh được hơn 2 vạn km và hiện đang được chào bán với giá tại Carcenter là khoảng độ hơn 1 tỷ tư một chút xíu thôi quý anh chị và các bạn ạ. Còn giá bao nhiêu thì quý anh chị và các bạn cứ qua xem xe nhé. Nhiệt tình Carcenter sẽ hỗ trợ cho quý anh chị và các bạn tốt nhất về khoảng giá luôn. Sản xuất 2021, form mới. Mọi chi tiết trên xe vẫn còn rất là mới. Công nghệ đèn LED là công nghệ đèn LED High Performance nhé. Ở trên phiên bản GLC 300 chúng ta sẽ có công nghệ đèn LED Multi Beam. Sơn zin thì gần như là cả xe. Xe đi giữ gìn, bảo dưỡng định kỳ thường xuyên. Và những mẫu xe sang này thì chủ xe cũng chăm sóc rất là cẩn thận. Cụm đèn sau này trông giống hệt cụm đèn của những chiếc GLC 300. Và GLC 200 này thì không phải phiên bản Formatic nên chúng ta đi nó sẽ đỡ tốn xăng hơn và thích hợp hơn cho với những người sử dụng đi lại trong phố xá. Nội thất của chiếc xe này thì là nội thất đen. Tuy không phải là màu nội thất hot nhất trên những chiếc xe GLC. Màu nội thất hot nhất của GLC thì thường là nâu da bò và màu kem. Nhưng mà màu nội thất đen này chúng ta sẽ được cái là cái độ mới này, cũng như là cái tính hao mòn này, nó được giữ gìn rất là ổn định luôn. Nội thất đen thì nó khá là sạch sẽ và nhìn nó khá là mới so với những chiếc xe cùng đời sử dụng nội thất kem hoặc là nội thất nâu da bò. Nhìn cứ như là xe mới đập hộp ấy, mới xuất xưởng. Ở trên phiên bản GLC 200 thì chúng ta sẽ không có cửa sổ trời, quý anh chị và các bạn nhé. Cái option quá là quen thuộc rồi. Hàng ghế trước, ghế lái chỉnh điện cũng như là ghế phụ chỉnh điện, nhiều ghế đến 3 vị trí này. Gương kính cũng vậy, chỉnh điện auto tự động. Đèn đóm gạt mưa, mọi thứ đều đã là tự động rồi. Lái một chiếc xe như GLC này thì phải thực sự nó là rất là nhàn. Bất kể có vấn đề gì là cũng nhắc luôn trên đây là đấy, chúng ta chỉ cần đổ thêm nước rửa kính một chút nhá, vì xe đang hơi thiếu nước rửa kính này. Phanh tay điện tử thì đang bật. Đây. Những cái chi tiết này, ốp vân gỗ chống xước này rất là đẹp. Các cái chế độ lái, những cái phần phát cảm ứng giúp chúng ta điều khiển những cái trên màn hình, tăng giảm âm lượng, điều hòa tự động, mọi thứ, cửa gió. Đây. Cá nhân hóa, cái tính cá nhân hóa nó rất là cao trên những cái mẫu xe này. Cái độ hưởng thụ nó rất là nhiều. Và tất nhiên mua một chiếc xe này để phục vụ cá nhân mình, nếu quý anh chị và các bạn nào mà thích cái mẫu GLC 200. Nếu quý anh chị và các bạn nào thích cái mẫu GLC 200 mà không muốn mua mới thì có thể quan tâm đến chiếc xe lướt này, cũng tiết kiệm được rất là nhiều tiền so với mua mới bây giờ. Chúng ta không được gì phải bỏ số tiền quá lớn ra mua xe, trong khi cái giá xe lướt cái thời điểm hiện tại nó rất là tốt quý anh chị và các bạn nhé. Chiếc xe này thì có hỗ trợ trả góp ngân hàng lên đến tối đa là 70% giá trị xe trong vòng 5 năm. Cho những quý anh chị và các bạn nào không muốn trả thẳng luôn một cục mà muốn để tài chính để làm những cái công việc khác. Ngoài ra thì Carcenter đã check hãng kiểm tra chiếc xe này rồi, nếu quý anh chị và các bạn nào chưa yên tâm thì có thể kiểm tra lại quý anh chị và các bạn nhé. Một lần nữa thì em xin phép được cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.